Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với đường đua trong tựa game Bet10 nha. Như vậy là kể từ ngày ra mắt, game đã được gần một tuần rồi. Cũng như là bên đã thông báo chúng ta một thông tin là thứ 6 tuần này theo giờ nước ngoài sẽ cập nhật phiên bản update đầu tiên của tựa game Bet10. Hiện tại thời điểm mình quay video game, tựa game này đã đạt con số trên 100.000 người chơi cùng một lúc. Khá là tốt cho một cái tựa game simulator đúng không? Một phần là do cái tựa game này đã có fan sẵn. Thì đầu tiên chúng ta có hai thông tin khá là mừng. Mình không biết là thông tin này có xác thực hay không. Thông tin đầu tiên là tựa game đã viết được hack rồi. Và với phiên bản cập nhật tiếp theo, đó là vấn đề thứ hai, admin sẽ xóa toàn bộ những con bet dump. Mình đã làm một cái video về cái dở của tựa game Bet10. Đó là cái dở cũng như là cái hay. Cái việc trading nó còn quá lỏng lẻo đi. Thì nếu mà các bạn đi mua bet trên cái cộng đồng ấy, cái điểm nhận biết là những con bet chỉ số sẽ như nhau. Trong cái tựa game này, khi bạn drafting hay bạn mở ra một con bet, hầu như chỉ số đều khác nhau. Nó hơn nhau 0.01, 0.02, nhưng mà nó vẫn khác nhau. Còn nếu các bạn đang giao dịch với một người nào đó trong cái inventory của họ, ví dụ như họ có 10 con bet Dominus Frigidus, nhưng mà 10 con bet này chỉ số đều là 44.810, chỉ số y chang nhau, thì đó là những con bet dump. Và admin đã thông báo một câu xanh rờn, không biết có thực hiện được hay không. Với phiên bản cập nhật update 1, sẽ xóa toàn bộ những con bet dump. Rồi hôm nay mình quay trở lại cái đường đua từ game này ha. Hiện tại thì tôi vẫn gọi là giữ một cái quan niệm là không mua nhiều game pass. Chỉ mới mua có 2 game pass thôi. Game pass đầu tiên là Teleport, giúp mình di chuyển nhanh hơn. Game pass thứ hai là nó giúp mình trang bị 8 con bet. Thay vì bình thường là 4 con bet, nghĩa là sức mạnh mình đi farm nó sẽ mạnh hơn những người bình thường khác. Đây thì cho bạn coi ha, mình là một người nó không phải hack, nó không phải bất game rồi. Sau khoảng tầm vài ngày chúng ta chơi game á, thì mình có hóa được, grab được 4 con bet golden. Chỉ số hoàn toàn khác nhau. Xê dịch 0.01, 0.02, nhưng mà về cơ bản là nó khác nhau. Rồi ở đây mình có 3 con bet bình thường này, 2 con bet Dominus Empirus, 1 con bet là Dominus Infernus. Với là mỗi con này không biết từ đâu có. Rồi và số tiền hiện tại của mình đang có là 29 tỷ. Trong video này mình sẽ đi mở 29 tỷ, cũng như là cho các bạn những con bet Dominus ha. À khoan, mình teleport tới khu vực hang động đi. Chơi mấy tựa game gacha này là chúng ta chỉ đi farm thôi. Rồi, quay trở về shop ha. Mình nói lại ha, nếu các bạn chưa biết cách chúng ta vô khu vực Dominus này, các bạn đi mở khu vực cuối 250 triệu tiền. Rồi sau đó các bạn chuẩn bị 100.000 gem, à diamond với 100.000 kim cương để unlock được khu vực này. Rồi chúng ta đi xuống đây chúng ta mở ha. 1 tỷ tiền cho một trứng. Tôi có kiếm được con bet xịn sò nhất hay không? Con bet xịn sò nhất là bet chấm chấm hỏi. Chấm chấm hỏi là legendary nha. Thì những con bet legendary á, ôi được thành tích này. Những con bet legendary nó sẽ cho chúng ta một cái chức năng, nó gọi là ability á, giống như là con trót này nè, nó có một chức năng là teamwork. Rồi một con bet á là chest mimic, thì con bet này nó cho chúng ta thêm 150% dam cho những cái rương bình thường 100%, thì riêng sở hữu con bet này dam tăng lên 150%. Và các bạn sẽ thấy được ở những con bet dominus, à nhầm, các bạn sẽ thấy được ở những con bet legendary chấm chấm hỏi. Và các bạn trong tựa game này vẫn có thể kinh doanh nhé. Chúng ta không đắp bet, không hack bet, không bắt bet, nhưng mà các bạn thể kinh doanh bằng cái việc trading. Người chơi cho các bạn kim cương, dùng kim cương đó để mua những con bet dominus. Còn nếu các bạn muốn cho không thì các bạn cho. Hiện tại theo mình thấy trong cái giá chợ á, thì một con bet xanh lè như vậy có giá khoảng tầm 30.000 kim cương. Các bạn thể điêu giá cao hơn hoặc thấp hơn tùy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật trading lên này. Thời gian bây giờ nó cooldown này. Hồi trước thì hình như không có cooldown, bây giờ có cooldown. Thật ra cooldown là không phải loading đâu, nó hạn chế cái việc mà chúng ta thoát quá nhanh ấy. Những thanh niên nào bất bet sẽ hiểu ý mình nói. Bạn này là người Việt Nam đúng không? Ok, ưu tiên người Việt Nam. Này, cho con bet màu xanh này. Ví dụ các bạn muốn trao đổi kim cương á, thì các bạn kêu người khác nhập kim cương vô đây. Hãy so sánh nha, có chừng bị scam. Khi đồng ý tất cả rồi, hãy bấm trading. Được không? Đó là cái việc các bạn mua bán con bet Dominus bằng kim cương. Còn như tôi là các bạn trading bet cho người chơi khác, như là bạn giveaway á, thì nó dễ dàng hơn rồi. Các bạn thấy số tiền mình có hồi nãy 29 tỷ đúng không? 29 tỷ với 8 con bet là tôi farm khoảng tiếng rưỡi, tầm tiếng rưỡi. Chúng ta mở thêm vài con. Yeah, một con bet Dominus Infinite. Thực ra mục tiêu trong video này là tôi định vô đây để hóa golden ấy. Đây cho thêm một con này. Không có nhiều ha. Mình là dân cày chân chính cho nên mình không có nhiều. Thời gian của cooldown khoảng tầm 4 giây. À 4 giây. Rồi load đi như vậy khoảng tầm 2 giây nữa. Thực ra mình ghé qua cho các bạn mình không có cần kim cương đâu. Nhưng mà mốt ai mua là tôi bán nha. Tại vì nhiều bạn hỏi là cách chúng ta có thể kiếm được nhiều kim cương ấy. Tiếp tục công việc mở bet nha. Hôm nay thì Gạo Nghiệp TV đã quay trở lại với cái đường tour trong cái tựa game này. Bên cạnh Anime Fighter thì tôi cũng sẽ bỏ thời gian ra cày cuốc tựa game này. Tựa game này cập nhật vào thứ 6 theo cái giờ của nước ngoài. Còn cái tựa game Anime Fighter là cập nhật vào thứ 7. Thì trong Discord đã có một cái đồng hồ đo thời gian ấy. Các bạn chỉ việc vô coi thời gian cooldown nó giảm dần thôi. Ồ, ra được 2 con bet màu trắng các bạn. Làm video mà không để ý luôn. Được 2 con bet màu trắng.
hai bếp màu trắng là 13% nhé. Mình sẽ cho bạn này một con bếp màu đỏ. Sắp lên cấp rồi này. Các bạn lên cấp cho tựa game này sẽ cho mình boost, boost lucky với lại boost triple coin, giúp bạn farm tiền nhanh hơn. Còn 9% nữa ha. Với lại 6 tiếng các bạn đi vô cái rương đằng góc bên phải ấy, thì trong cái gương đó nó cho các bạn một cái boost. Có mấy thanh niên tôi cho một con rồi còn giáng sinh thêm ba con nữa, dã man. Tôi đâu có nhiều tiền đâu ba. Tôi cũng cày nhức nách luôn các bạn, đổ một hơi nách luôn mới được có 30 tỷ tiền. Tôi còn 10 tỷ nữa bạn, không biết là 10 tỷ này chúng ta có ra được một con bé chấm chấm hỏi hay không. Oh my god. Yes, ra rồi. Ra rồi. Con bé chấm chấm hỏi các bạn ơi. Ai cha. Game này số hưởng các bạn ơi. Tăng 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 tăng. Xong. À quên nữa. Quay trở về khu vực kia. Ăn tiền, ăn tiền. Tiền của tôi. Come on boy. Tiền 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 tiền. Bây giờ tôi nghĩ là farm một cái đợt này nữa là xong, tôi có thêm 1 tỷ tiền ấy. Rồi mình sẽ cùng xem thành quả của mình. À, thành quả của mình á là có được một con bé này. Con bé này cho mình một cái chức năng là Gift 3. Chức năng Gift 3 này có nghĩa là gì vậy ta? Present dam by this pet gieo 100% reward. Mình nghĩ là cái số dam con này gây ra, phần thưởng sẽ cộng thêm 100%. Rồi chúng ta có rất nhiều con pet khác. Đi hóa golden thôi. Thường á thì các bạn 88% có thể hóa golden rồi. À mà khoan, tôi cho bạn coi về cái chức năng này luôn. Đó là chức năng Fusion, à không nhầm, lộn đường. Bãi biển mới đúng, bãi biển. Có một tỷ lệ thấp khi các bạn fill 12 con pet Dominus. Nó cho chúng ta ra một con pet Golden, Golden Legendary đấy. Còn không á, thì nó cho chúng ta một con pet khác, chỉ số mới tầm 20 mấy ngàn. Cổ máy này là cổ máy fill pet, tức là thử vận may hên xui. Không biết là mình có đủ một con một màu hay không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Không đủ rồi, 11, 12. 2.500 kim cương. À, và thêm một cái tip nữa. Các bạn tắt hết những con bé xuống nha. Các bạn muốn biết á, là con bé các bạn vừa fill được là con bé gì, thì đầu tiên hãy unequip tất cả những con bé mình xuống. Rồi sau đó các bạn hãy chọn những con bé này. 2.500 kim cương. À lê. Hấp. Con gì vậy? Rồi xong mớm luôn. Nani. 25.260. Nhưng mà hiện tại thì chỉ số nó vẫn cao nha. 1, 2, 3, 4, 5. À lê. Hấp. Lên. Yay. Một con bet 13% golden. Ở đây còn con màu đỏ này. 1, 2, 3, 4, 5. Lên luôn cho em nhỏ nó mừng nào. À lê hấp. Yay. Chúng ta còn dư 4 con bet này. Để tôi cho các bạn trong server hen. Đấy các bạn thấy tôi tốt bụng không? Cho tôi một like. Cho tôi một sub đi. Rồi tôi có nhiều bet đó tôi cho các bạn. Ô bạn đó mua 10.000 kim cương luôn rồi các bạn. Hay dữ. Mình thích những người như vậy. Gọi là trao đổi tương đương. Mặc dù là rẻ đúng không? Không có nhiều kim cương đi, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó dùng để trao đổi. Tôi cho bạn này một con bet 14.000 này, ready. Tùy hảo tâm thôi, các bạn muốn cho không cho thôi. Nhưng mà mình thích những bạn mà có trao đổi mức giá tương đương, nghĩa là các bạn có bao nhiêu các bạn cho bao nhiêu. Rồi thì vừa rồi trong video này mình đã quay trở lại với tự game lập bet 10. Link game mình để bên dưới. Tự game này vẫn rất là đáng chơi. Hy vọng với bản cập nhật tiếp theo update 1, admin sẽ fix lại những cái lỗ hổng hiện tại trong game nó có, để tự game này lại trở nên nổi tiếng. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.